1.000 đóa hồng nào anh chị ơi. Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay, vương vấn đâu đây, nghe điều buồn nhung nhớ giang đầy. Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài, em mãi yêu anh trong kỷ niệm. Có những chiều mưa, anh đi về trên lối xưa, mưa ướt trên vai, nghe lạc loài những tiếng nhạc buồn. Có những chiều đau, khi tâm hồn anh giá băng, sao mãi đơn côi người tình ơi. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khổ đau đã heo mòn rồi, chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, chôn đi bao nhiêu ước mong đẹp. Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi. Giáng sinh vào like anh chị ơi, cảm ơn chị Khương Mai nhá, gửi cho chúng em lời chúc Giáng sinh vui vẻ, cảm ơn anh chị. Trên lối xưa mưa ướt trên vai, lạc loài những tiếng nhạc buồn. Có những chiều đông, khi tâm hồn anh giá băng, sao sao mãi đơn côi người tình ơi. Vườn hồng ngày xưa đã chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, chôn đi bao nhiêu những ước mong đẹp. Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khổ đau đã heo mòn rồi, chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, chôn đi bao nhiêu những ước mong đẹp. Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi. Thế là bây giờ chào Thân Thân, chào anh chị mới vào. Hello chị Cô Quỳnh nhá, chào chị Hoa, chị Ngọc à, anh Hiệp ạ, chị Phượng, anh Quyên này, màu tím cho anh. Cảm ơn anh chị, ngày 25 tháng 12, ngày Giáng sinh này anh chị này. Ăn Giáng sinh gọi là cách nhau cả tháng, hôm nay mới chính thức. Ăn gọi là hết tháng luôn. Hết tháng, đúng kiểu ăn Tết đấy nhỉ. Hello chị Nguyễn Phường. Đó, anh chị mình nhớ là chia sẻ giúp cho hai đứa em tối ngày. Lên tiếp anh chị. Chào béo, Phong Nguyễn. Xuân đã đến bên em rồi kìa. Hey. Bắt ca rồi anh chị ơi. Xuân đã đến bên em. Xuân đã đến bên em. Giáng xuân tuyệt vời. Giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người. Xin người hãy cùng em vui xuân. Vui lên. Mang hạnh phúc cho đời. Mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời. Gió xuân tuyệt vời. Mang say đắm cho người. Xin người hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút say gặp gỡ. Mùa xuân muôn hoa sắc hồng, sắc hồng. Chiều xuống gió xuân nồng cháy.
mua hai tiếp có 500. Nhớ nghe chị yêu, nhớ nghe Hương ơi. Mua hai tiếp 500, muốn mua để số đi chị ơi. Ok. Mua ba tiếp cũng 500. Mua ba tiếp 500. Nó là tuyếp màu vàng này này chị này. Mua ba tuyếp 500. Nó là màu vàng cam. Chị mua cái nào chị để số nhá. Hôm nay chị mua là chị được giá hời nhất có thể rồi chị gái ơi. Nếu mà chị có nhu cầu chị cứ lên số giúp cho hai đứa em đây. Tại vì chống nắng nó rất là dễ bị cháy hàng luôn á. Lên nhạc cho chúng em đi, lên số phone nha chị yêu ơi. Xuân đã đến bên em, xuân đã đến bên an. Giáng xuân tuyệt vời, giáng bình tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nghe nhầm ơi, nhớ nghe chị ơi. Mang say đắm cho người, anh chị hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút say gặp gỡ, mùa xuân muôn hoa sắc hồng, chiều xuống gió xuân nồng cháy, người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mơ, muôn hoa còn thương. Yo, chị Nguyễn Khuyên ơi, chị Nguyễn Khuyên à, mua ba tòn nè, mua ba tòn nè. Là tặng cái gì? Là tặng cho chị cái trong nắng. Label. Lên số chị Khuyên ơi. Còn nhớ phút say gặp gỡ, gặp gỡ. Tụi em live stream bán hàng, mua ba cái này tặng cho chị cái này. Chiều xuống gió xuân nồng cháy, người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mơ, muôn hoa còn mang hạnh phúc cho đời, mang tình về cho mẹ, nhớ nghe Dương ơi, mang tình về cho mẹ, mang say đắm cho đời, ôi mẹ đang chờ em về, mang tiền về cho mẹ luôn. Bây giờ mình mang vừa mang tiền mà vừa mang chống nắng, vừa mang mỹ phẩm gì cho mẹ nữa là tuyệt vời luôn. Đúng rồi, Tết mà muốn tặng mẹ cái gì là anh chị cứ gọi là order mỹ phẩm thôi đúng không? Hello Santa Yến Yumi Nhật Lệ nhé. Santa. Santa là gì anh? Santa là Satan. 590 là cái kem đi đi cho em. Còn anh chị muốn mua cái gì anh chị cứ lên câu hỏi đi ạ. Thương 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 nhau. Cảm ơn anh chị yêu nhá. Chúc anh chị hôm nay 25 tháng 12 thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Từ miền Nam anh ngược là ra Bắc, mang theo câu hò điều lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiều vàng anh khớm, xuân sao câu hò điều lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyên lý chung tình. Quan họ người ơi tương tư mà chim sao, sẽ chỉ luôn kim thiết theo chàng từ lâu. Áo bay, áo bay, ai đã qua cầu, ai đã qua cầu, đôi mình duyên tình đậm sâu. Quan họ người ơi tương tư mà chim sao, đến hẹn lại lên thiết theo chàng một phen. Nên các anh chị hỏi nhiều chống nắng cam quá. Thì hôm nay là chuẩn bị là cháy hàng nữa rồi đó. Bán theo combo cho anh chị đi. Mà cho mình mượn hai cái tiếp mình nữa. Mình cứ hướng dẫn cái nào mà rẻ nhất, hời nhất cho anh chị, để anh chị mình săn quà Tết anh chị ha. 580.000 đồng 2 tuyếp. Nhưng ngày hôm nay các anh chị ơi không bán 580 2 tuyếp, bán 503 tuyếp được không ạ? Các anh chị nào có số chúng em để tên cho anh chị. 3 tuyếp 500, không bán 580 2 tuyếp nữa nhá. Từ miền Nam ăn lội ngược ra Bắc, mang theo câu hò điều ly sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiệu vàng là anh khớp, xôn xao câu hò điều lý bớ nàng ơi,
băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyên lý trung tình. Quan họ người ơi tương tư mà chim sao, sẽ chỉ luôn kim thiết thương chàng từ đây. Áo bay ai đã qua cầu, sách chủy luân kim anh chị ạ. Đôi mình duyên tình đậm sâu. Quan họ người ơi tương tư mà chim sao, đến hẹn lại lên tiếp theo chàng một phen. Gió đưa, gió đưa bông lúa trên đầu, bông lúa trên đầu thương nhau, thương nhau lý tơ hồng. Là gọi nhiều như kiểu là quà Giáng sinh và quà chuẩn bị chúc mừng năm mới, cho nên là anh chị nào mà thấy hai con ngựa này hát hay thì nhớ phải để số lại cho chúng em nha. Hai con hợi mà hôm nay hóa thân hai ngựa. Ngựa luôn chứ gì nữa bạn. Hôm nay hơi ngựa. Hôm nay em hơi ngựa một xíu. Nhưng mà, nhưng mà ngựa trong miền Nam là từ là nghĩa là gì? Ngựa là điệu á. À điệu điệu à, đúng rồi. Bởi vì mình cũng hay thấy nó nói là ngựa ngựa, mình không hiểu là gì. À nó là điệu. Mình điệu sẵn mà. Trong bọc chúc mà tiếp rồi, thấy số rồi à. Ok, 500 nghìn đồng cho chị nha. Bình luận cổ vũ cho hai em đi, cảm ơn chị Thúy. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa. Giấc mơ đời mười năm lạc loài phải không em? Đúng rồi. Mười năm đợi chờ chịu trong tim, ta trót vong thân, ta trót vong ân, mang tuổi hoa niên làm kiếp lưu đày. Hi hi anh chị ơi, đồ ngư lên sống này, lên yên ngựa chưa? Anh sẽ đưa em nè, đưa em xa rời vùng mấy tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về về lối trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Không. Còn ai dặn dò nữa không? Cùng dạt nhau về chừng thế. Ủa chị là chừng the, chừng là chừng thế. Chừng the, chị the á. À chị the hả, chừng the. Bị bữa giờ em còn đọc chị chừng thế không ạ. Sáu ghi chị nha, sáu ghi chị. Cảm ơn anh Cường, cảm ơn chị Hoa Bảo Vân này, tuyệt vời quá này. Mộc Đà có chị ơi. Chị Vân hay cắt quá, thích cắt, chị Vân thích cắt quá. Ờ, chị Vân đổ thích cắt cắt đôi nỗi sèo. Tự nhiên chị cắt ra thành hai nỗi sầu quá chị ạ. Gió hiền thoáng vi vu
ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh là nghiêng hàng dừa, và đấy là dòng sông ta thương mến soi bóng chúng tôi những ngày ấu thơ. Hay quá. Anh sẽ đưa hương xa với vùng mấy tăm phố. Hương ơi, anh sẽ đưa trang đi về lối trăng hiền. Trang đâu rồi vô lẹ? Còn ai đợi chờ nữa không thanh? Còn ai dặn dò nữa không vân? Thôi hãy theo thanh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dạt nhau về. Luôn Bình ơi, cho em chỉ du với chị Nguyễn Xoan. Còn ai đợi chờ nữa không lòng, còn ai dặn dò nữa không thông, thôi hãy theo em men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng xa nhau về. Đáng yêu quá. Chào bé Hiền Nguyễn. Còn ai đợi chờ không khánh này, còn ai dặn dò nữa không loan, thôi hãy theo. Hát cái bài gì về tóc để cho chip nó phải mọc nhiều lên bạn ạ? Trời ơi, kiểu này chắc chip đó, tóc mình ít thì nó mới nhớ nổi, tóc nhiều quá là nó bị lấp. Thôi là nó lại nhật phẳng não à bạn? Nó lại không có nếp nhăn. Ok, luôn có điện thoại, có số điện thoại chúng em chốt được cho anh chị yêu này. Chị nào mới hỏi xin mặt rồi, muốn chốt thì để số giúp hai đứa em nha. Ok chị Lưng. Chị Lưng. Em thích chị Lưng quá. Em cũng thích chị Lưng rồi đấy. Đúng rồi, mùa này là phải có chai N39 rồi nha anh chị ơi. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đuôi gà. Đạp xe trên phố, phố đông người qua. Chờ anh với, sắp tới ngã tư rồi, thì anh sẽ nói tình cờ sánh đôi. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe nhanh quá khiến anh hụt hơi, chờ anh với sắp tới ngã tư rồi, thì xin em hãy chầm chầm mà thôi. Tóc đuôi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh, nắng xuân hồng môi thắm em cười chung chím thật xinh, ước chi là cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vội. Chờ vội vàng em hãy coi chừng kẻo không kịp thang, đi chậm thôi. Giữa con đường thành phố đông người đừng chạy nhanh, để anh còn nhìn ngắm em cười trong nắng, tóc em đuôi tròn, đuôi tròn luôn. Này cô bé có mái tóc đuôi tròn, chiều nay trên phố đón em về qua, ta áo trắng vẫn trắng mãi trong anh, nụ cười ai đó mà lòng vẫn vừa. Này cô bé có mái tóc đuôi bò, đuôi bò dè lăng bánh khiến anh ngần ngơ. Đây là đuôi gì? Nào ai biết đuôi cáo quần. Cáo đuôi cáo. Vì anh yêu mày, tóc em đuôi cáo. Đuôi cáo. Lâu lâu tụi em hay thay trò á, gọi là biết gì gọi là gì, cái gì tấu á, tấu hài. Tấu hài. Tấu okay. Hài. Không hôm nay, sao? Hôm nay chữ em bị nuốt mọi người ơi. Miễn là anh chị vui được. Em mới lắp chip á, cho nên là nó chưa, cái hệ điều hành của nó chưa có hoàn hảo. Bạn lắc ít thôi, nó rộng chip ấy. Bữa mình mới lắp mới 4 cái, à, cái thứ 5. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua. Chờ anh với, nếu có lỡ ai cười thì anh sẽ nói tình cờ xanh đôi. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe nhanh quá khiến anh hụt hơi. Cho anh với, sắp tới ngã tư rồi thì Kim Anh hỡi. 250 tuyết thôi chị yêu ơi, để số chị Kim Anh gái ơi. Tóc đuôi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh, lòng anh. Nắng xuân hồng môi thơm em cười chung chiêm thật xinh, xinh quá. Ước chỉ là cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui. Úi giời, chớ vội vàng em hãy quay chừng kẻo không kịp thắng là ngã đấy. Giữa con đường thành phố đông người đừng nên chạy nhanh, để anh còn nhìn ngắm em tươi trong nắng, tóc em đuôi bò. Này cô bé có mái tóc đuôi tròn, đuôi tròn. Chiều nay trên phố
về qua, về qua. Ta áo trắng vẫn trắng mãi trong anh, nụ cười ai đó mà lòng vẫn vương. Này cô bé, bé có biết chẳng là vòng xe lăn bánh khiến anh ngẩn ngơ. Nào ai biết có những nỗi mong chờ vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà. Chị anh ơi, 250 tiếp chị. Chị yêu ơi, hôm nay chị mua 2 tiếp là bên em tặng chị tiếp luôn á. Ví dụ như bây giờ chị mua cho em 2 tiếp sữa rửa mặt, bên em tặng chị 1 tiếp tẩy tế bào chết. Hoặc là chị có thể chọn 2 tiếp tẩy tế bào chết, chị lấy cho em 1 sữa rửa mặt cũng được chị yêu. Cứ miễn 2 tặng 1 đó chị. Mua 2 tặng 1 giảm chị 50 nữa đi chị yêu ơi. 500 là 2 tiếp đúng không? Hôm nay chị mua có 450 3 tiếp thôi. Quá ơi. Vừa giảm tiền mà vừa tặng quà nữa, mà tối ngày hôm nay chị không mua là mai mốt không có chương trình gọi là lớn như vậy đâu chị. Trời ơi, thấy ảnh bình luận vì lỡ thương nhau thôi mà rồi. Từ đầu like tới cuối like cho, thử, cho anh thử, vui, cho anh vui, cho anh vui. Thôi em thử nhá, bởi vì cái bài này là em ở nhà em nghe rồi. Nhưng mà em thấy nó cứ khó khó kiểu gì á. Bolero hả? Bolero hả? Ừ. Em hát thử thôi nha, em cũng không biết là em hát được đâu. Duyên tình mình giống tô. Ngày đó gặp nhau khi hai người còn tay trắng, chúng mình thương ước rằng trăm năm bạc đầu đôi lứa. Không biết có đúng không cơ. Giờ đã xa nhau duyên không tròn đành lỡ hẹn. Lòng có vui đâu khi xa người mình yêu dấu. Đừng trách gì nhau khi duyên tình mình giang dở. Thương ruộng người em nhỏ ngay theo chồng lên xe hoa. Thôi em xin xin em đừng có buồn, tình nào không cay đắng. Tớ duyên sẽ hoài mà không tròn, con đường tình đâu còn một lòng son tim heo mòn. Em ơi xin em đừng dối lòng, xin em đừng dối lòng, tình nào không chua xót. Em lên xe hoa đưa lối về, khóc cho duyên lối thề, em về đi thôi biệt ly. Quá hay rồi đó. Biết. Ok. Mình quá thương nhau duyên không chọn càng đau khổ. Mình nhớ thương nhau duyên không chọn lòng giống tô. Tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở. Đố người nào bước khỏi mà không lệ hoen đôi mi. Đó, đừng hết bài đó. Quá rồi, ok rồi. Được không anh Tùng? Tùng em, ngủ ngon. Em nói thật là em vừa hát, em vừa lót cái nốt của nó xem là nốt gì. Đấy, anh Tùng tới ngủ ngon rồi đó. Mai đổi bài anh, mai đổi bài mới. Mai đổi bài nhé, bài này em cũng không thích lắm đâu. Nhưng mà thôi anh chị cứ hát đi, anh chị nghe tạm vậy. Bởi vì nó là song ca. Ôi, phải nam nữ hát nó mới hay á. Yến chuẩn bị bài đi tí, Yến hát tặng anh chị bài Yến ơi. Giờ đã xa nhau duyên không tròn đành lỡ hẹn. Lòng có vui đâu khi xa người mình yêu dấu. Đừng trách gì nhau khi duyên tình mình giang dở. Thương giùm người em nhỏ ngay theo chồng lên xe hoa. Thôi em xin em đừng có buồn, xin em đừng có buồn,
tình nào không cay đắng. Tố duyên sẽ hoài mà không tròn, con đường tình đâu còn một lòng son tim héo mòn. Anh ơi, xin anh đừng dối lòng, xin anh đừng dối lòng, tình nào không chua xót. Em lên sẽ hoa đưa lối về, khóc cho duyên lối thề, em về đi thôi biệt ly. Mình quá thương nhau duyên không trọn càng đau khổ, mình nhớ thương nhau duyên không trọn tình đã lỡ. Tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở, đố người nào bước khỏi mà không lệ hoen đôi mi. Tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở, đố người nào bước khỏi mà không lệ hoen đôi mi. Hay đó bạn, hay đó. Được, trời ơi, bạn vừa, bạn ok rồi bạn ơi. Bạn vừa đi bạn ơi, ra gì nó ra. Bởi vì là cái bolero này nó cũng kiểu nó cũng vòng vòng hợp thanh thế nó, thôi. Nó cũng không có khó đúng không? Nó vòng vòng vậy. Cứ đi khúc một. Muốn ngàn đó không nào anh chị ơi? Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay, vương vấn đâu đây, nghe điều buồn nhung nhớ giăng đầy. Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài, em mãi yêu anh trong kỷ niệm. Có những chiều mưa về trên lối xưa, mưa ướt trên vai, nghe lạc loài những tiếng nhạc buồn. Có những chiều đông khi tâm hồn anh giá băng, sao mãi đơn côi người tình ơi. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khổ đau đã heo mòn rồi, chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, chôn đi bao nhiêu ước mong đẹp. Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi. Chúc mừng Giáng sinh. Vào like anh chị ơi, cảm ơn chị Khương Mai nhá, gửi cho chúng em lời chúc Giáng sinh vui vẻ, cảm ơn anh chị. Có những chiều mưa, em đi về trên lối xưa, mưa ướt trên vai, lạc loài những tiếng nhạc buồn. Có những chiều đông khi tâm hồn anh giá băng, sao sao mãi đơn côi người tình ơi. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khổ đau đã heo mòn rồi, chờ đợi tình yêu chôn đi bao nhiêu những ước mong đẹp. Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn, con tim khổ đau đã heo mòn rồi, chờ đợi tình yêu đã lỡ làng, chôn đi bao nhiêu những ước mong đẹp. Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi.
chào thân thân, chào anh chị mới vào. Hello chị Quốc Huỳnh nhá, chào chị Hoa, chị Ngọc à, anh Hiệp ạ, chị Phượng, anh Quyên này, màu tím cho anh. Cảm ơn anh chị, ngày 25 tháng 12, ngày Giáng sinh này anh chị này. Ăn Giáng sinh gọi là cách nhau cả tháng, hôm nay mới chính thức. Ăn gọi là hết tháng luôn. Hết tháng đúng kiểu ăn Tết đấy nhỉ. Hello chị Nguyễn Phường. Đó, anh chị mình nhớ là chia sẻ giúp cho hai đứa em tối ngày. Lên tiếp anh chị. Chào béo, Tông Nguyễn. Xuân đã đến bên em rồi kìa. Xuân đã đến bên em, xuân đã đến bên em. Giáng xuân tuyệt vời, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Vui lên! Mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời. Gió xuân tuyệt vời, gió xuân tuyệt vời. Mang say đắm cho người, xin người hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút say gặp gỡ một xuân muốn hoa sắc hồng, sắc hồng. Chiều xuống gió xuân nồng cháy, người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mây. Chị Hương ơi trong nắng để xuất phong màu hai tiếp 500, mùa hai tiếp có 500. Nhớ nghe chị yêu, nhớ nghe Hương ơi, mùa hai tiếp 500 muôn mùa để số đi chị ơi. Ok, mùa ba tuyết cung 500, mùa ba tuyết 500, cho là màu tuyết vàng. Màu vàng này này chị này, mùa ba tuyết 500, nó là màu vàng cam. Chị mua cái nào chị để số nhá. Hôm nay chị mua là chị được giá hời nhất có thể rồi chị gái ơi. Nếu mà chị có nhu cầu chị cứ lên số giúp cho hai đứa em đây. Tại vì chống nắng nó rất là dễ bị cháy hàng luôn á. Lên nhạc cho chúng em đi, lên số phone nha chị yêu ơi. Xuân đã đến bên em, xuân đã đến bên an. Giáng xuân tuyệt vời, giáng bình tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ nghe nhầm ơi, nhớ nghe chị ơi. Mang say đắm cho người, anh chị hãy cùng em vui xuân. Còn nhớ phút say gặp gỡ mùa xuân muôn hoa sắc hồng, sắc hồng. Chiều xuống gió xuân nồng cháy, người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mơ. Muôn hoa còn thơ. Yo, chị Nguyễn Khuyên ơi, chị Nguyễn Khuyên à, mua ba tòn nơ, mua ba tòn nơ thì là tặng cái gì? Là tặng cho chị cái trong nắng. Label lên số chị Khuyên ơi. Còn nhớ phút say gặp gỡ, gặp gỡ tụi em livestream bán hàng, mua ba cái này tặng cho chị cái này. Chiều xuống gió xuân nồng cháy, người cho môi em ngỡ ngàng, người đến cho tình em chợt mơ. Muôn hoa còn thơ. Mang hạnh phúc cho đời, mang tình về cho mẹ. Nhớ nghe Dương ơi, mang tình về cho mẹ. Mang say đắm cho đời, ôi mẹ đang chờ em về. Mang tiền về cho mẹ luôn. Tiền về cho mẹ. Bây giờ mình mang vừa mang tiền mà vừa mang chống nắng, vừa mang mỹ phẩm gì cho mẹ nữa là tuyệt vời luôn. Đúng rồi, Tết mà muốn tặng mẹ cái gì là anh chị cứ gọi là order mỹ phẩm thôi đúng không? Hello Santa Yến Du My Nhật Lệ nhé. Santa là gì anh? Santa là Santa. 590 là cái kem Didi cho em. Còn anh chị muốn mua cái gì anh chị cứ lên câu hỏi đi ạ. Thương thương nhau. Cảm ơn anh chị yêu nhá. Chúc anh chị hôm nay 25 tháng 12 thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Từ miền Nam anh ngược là ra Bắc,
mang theo câu hò điều lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kêu vang anh khớm, xuân sao câu hò điều lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyên lý chung tình. Quan họ người ơi tương tư mà chim sao, sẽ chỉ luôn kim thiết theo chàng từ lâu. Áo bay, áo bay, ai đã qua cầu, ai đã qua cầu, đôi mình duyên tình đậm sâu. Quan họ người ơi tương tư mà chim sao, đến hẹn lại lên thiết theo chàng một phen. Nhớ nơi các anh chị hỏi nhiều trồng nắng cam quá. Thì hôm nay là chuẩn bị là cháy hàng nữa rồi đó. Bán theo combo cho anh chị đi. Mà cho mình mượn hai cái tuyết mình nữa. Mình cứ hướng dẫn cái nào mà rẻ nhất, hời nhất cho anh chị. Để anh chị mình săn quà Tết anh chị ha. 580 nghìn đồng 2 tuyết. Nhưng ngày hôm nay các anh chị ơi không bán 582 tuyết. Bán 503 tuyết được không ạ? Các anh chị nào có số chúng em để tên cho anh chị. 3 tuyết 500 không bán 582 tuyết nữa nhá. Từ miền Nam anh lội ngược ra Bắc, mang theo câu hò điều ly chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiệu vàng là anh khớp, xôn xao câu hò điều lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyên lý chung tình. Quan họ người ơi tương tư mà chim sao, sẽ chỉ luôn kim thiết thương chàng từ đây. Áo bay, ai đã qua cầu, sẽ chỉ luôn kim anh chị ạ. Đôi mình duyên tình đậm sâu. Quan họ người ơi tương tư mà chim sao, đến hẹn lại lên tiếp theo chàng một phen. Gió đưa, gió đưa bông lúa trên đầu, bông lúa trên đầu, thương nhau, thương nhau, thương nhau lý tơ hồng. Nhìn rất nhiều kiểu là quà Giáng sinh và quà chuẩn bị chúc mừng năm mới. Cho nên là anh chị nào mà thấy hai con ngựa này hát hay thì nhớ phải để số lại cho chúng em nha. Hai con hợi mà hôm nay hóa thân hai ngựa. Ngựa luôn chứ gì nữa bạn. Hôm nay hơi ngựa. Hôm nay em hơi ngựa một xíu. Nhưng mà ngựa trong miền Nam là từ là nghĩa là gì? Ngựa là điệu á. À điệu điệu à đúng rồi. Bởi vì mình cũng hay thấy nó nói là ngựa ngựa. Mình không hiểu là gì. À nó là điệu. Mình điệu sẵn mà. Trong một chút mà tiếp rồi, thấy số rồi à. Ok, 500 nghìn đồng cho chị nhá. Bình luận cổ vũ cho hai em đi, cảm ơn chị Thúy. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về mười năm xa. Kiếp lưu đày. Hi 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 anh chị ơi. Đồ ngư. Bóng ta ngã trên lưng đôi cỏ non. Hay quá. Gió hiền thoáng vi vu ngàn lòng say.
kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh là nghiêng hàng dừa, và đây là dòng sông ta thương mến soi bóng chung đôi những ngày ấu thơ. Vỗ tay đi chị, quá hay luôn, một bài hát lên sống này. Lên yên ngựa chưa? Anh sẽ đưa em nè, đưa em xa rời vùng mấy tăm tối. Vùng mấy tăm tối. Anh sẽ đưa em đi về về lối trăng hiền. Còn ai đợi chờ nữa không em? Không. Còn ai dặn dò nữa không em? Thôi hãy theo anh men lối ăn năn, ta thoát cơn mê cùng dạt nhau về. Trần Thế. Ủa chị là Trần Thế, chừng là Trần Thế. Trần Thế, chị Thế á. À chị Thế hả? Trần Thế, bị bữa giờ em toàn đọc chị Trần Thế không ạ? Sáu nghi chị nha. Sáu nghi chị. Cảm ơn anh Cường, cảm ơn chị Hoa Quả Vân này, tuyệt vời quá này. Mộc Đà có chị ơi. Yeah. Chị Vân hay cắt quá, thích cắt, chị Vân thích cắt quá. Ờ, chị Vân đổ thích cắt cắt đôi nỗi sèo. Tự nhiên chị cắt ra thành hai nỗi sầu quá chị ạ. Tóc em đuôi tròn, đuôi tròn luôn.
này cô bé có mái tóc đuôi chồn, chiều nay trên phố đón em về qua, tà áo trắng vẫn trắng mãi trong anh, nụ cười ai đó mà lòng vẫn vừa. Này cô bé có mái tóc đuôi bò, dè lăng bay khiến anh ngần ngơ. Đây là đuôi gì? Nào ai biết đuôi cáo quần, cáo đuôi cáo. Vì anh yêu mãi tóc em đuôi cáo, đuôi cáo. Lâu lâu tụi em hay khai trò ấy, gọi là biết biết gì gọi là gì, cái gì tấu tấu hài. Tấu hài. Tấu okay. Hài. Không hôm không nay, sao? Hôm nay chữ em bị nuốt mọi người ơi. Miễn là anh chị vui được. Em mới lắp chip á, cho nên là nó chưa, cái hệ điều hành của nó chưa có hoàn hảo. Bạn lắc ít thôi nó rộng rộng chip ấy. Bữa mình mới lắp mới 4 cái và cái thứ 5. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, gặp xe trên phố, phố đông người qua, chờ anh với nếu có lỡ ai cười thì anh sẽ nói tình cờ xanh đôi. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe nhanh quá khiến anh hụt hơi, chờ anh với sắp tới ngã tư rồi thì Kim Anh hỡi. 250 tuyếp thôi chị yêu ơi, để số chị Kim Anh gái ơi. Tóc đuôi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh, lòng anh. Nắng xuân hồng môi thơm em cười chung chiêm thật xinh, xinh quá. Ước chỉ là cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui. Úi giời, chớ vội vàng em hãy quay chừng kẻo không kịp thắng là ngã đấy. Giữa con đường thành phố đông người đừng nên chạy nhanh, để anh còn nhìn ngắm em cười trong nắng, tóc em đuôi bò. Này cô bé có mái tóc đuôi chồn, đuôi chồn. Chiều nay trên phố đón em về qua, về qua. Tà áo trắng vẫn trắng mãi trong anh, nụ cười ai đó mà lòng vẫn vương. Này cô bé, bé có biết chẳng là vòng xe lăn bánh khiến anh ngẩn ngơ. Nào ai biết có những nỗi mong chờ, vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà. Chị anh ơi, 250 tiếp chị yêu ơi. Hôm nay chị mua 2 tiếp là bên em tặng chị tiếp luôn á. Ví dụ như bây giờ chị mua cho em 2 tiếp sữa rửa mặt, bên em tặng chị 1 tiếp tẩy tế bào chết. Hoặc là chị có thể chọn 2 tiếp tế bào chết, chị lấy cho em 1 sữa rửa mặt cũng được chị yêu. Cứ miễn 2 tặng 1 á chị. Mua 2 tặng 1 giảm chị 50 nữa đi chị yêu ơi. 500 là 2 tiếp đúng không? Hôm nay chị mua có 450 3 tiếp thôi. Quá ơi. Vừa giảm tiền mà vừa tặng quà nữa, mà tối ngày hôm nay chị không mua là mai mốt không có chương trình gọi là lớn như vậy đâu chị. Trời ơi, thấy ảnh bình luận vì lỡ thương nhau mà rồi, từ đầu like tới cuối like cho thử cho vui, cho vui, cho vui. Thôi em thử nhá, bởi vì cái bài này là em ở nhà em nghe rồi, nhưng mà em thấy nó cứ khó khó kiểu gì á. Bolero hả? Bolero hả? Ừ. Em hát thử thôi nha, em cũng không biết là em hát được đâu. Nên duyên tình mình giống tô. Ngày đó gặp nhau khi hai người còn tay trắng, chúng mình thương ước rằng trăm năm bạc đầu đôi lứa. Không biết có đúng không cơ. Giờ đã xa nhau duyên không tròn đành lỡ hẹn, lòng có vui đâu khi xa người mình yêu dấu. Đừng trách gì nhau khi duyên tình mình giang dở, thương giùm người em nhỏ ngay theo chồng lên xe hoa. Đừng có buồn, tình nào không cay đắng. Tớ duyên sẽ hỏi mà không tròn, con đường tình đâu còn một lòng son tim heo mòn. Em ơi, xin em đừng dối
dối lòng, tình nào không chua xót. Em lên xe hoa đưa lối về, khóc cho duyên lối thề, em về đi thôi biệt ly. Okay, hay rồi đó. Biết. Ok. Mình quá thương nhau, duyên không chọn càng đau khổ. Mình nhớ thương nhau, duyên không chọn lòng giống tô. Tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở, đố người nào bước khỏi mà không lệ hoen đôi mi. Đó, đừng hết bài đó. Quá rồi, ok rồi. Được không anh Tùng? Tùng em ngủ ngon. Em nói thật là em vừa hát, em vừa lót cái nốt của nó xem là nốt gì. Đấy, anh Tùng tối ngủ ngon rồi đó. Mai đổi bài anh, mai đổi bài mới. Mai đổi bài nhá, bài này em cũng không thích lắm đâu. Nhưng mà thôi anh chị cứ hát đi, anh chị nghe tạm vậy. Bởi vì nó là song ca, phải nam nữ hát nó mới hay á. Yến đang chuẩn bị bài đi tí, Yến hát tặng anh chị bài Yến ơi. Giờ đã xa nhau, duyên không tròn đành lỡ hẹn. Lòng có vui đâu khi xa người mình yêu dấu. Đừng trách gì nhau khi duyên tình mình giang dở. Thương giùm người em nhỏ ngay theo chồng lên xe hoa. Thôi em, xin em đừng có buồn. Xin em đừng có buồn, tình nào không cay đắng. Tố duyên sẽ hoài mà không tròn, con đường tình đâu còn một lòng son tim héo mòn. Anh ơi, xin anh đừng dối lòng, xin anh đừng dối lòng, tình nào không chua xót. Em lên xe hoa đưa lối về, khóc cho duyên lối thề, em về đi thôi biệt ly. Mình quá thương nhau, duyên không chọn càng đau khổ. Mình nhớ thương nhau, duyên không chọn tình đã lỡ. Tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở, đố người nào bước khỏi mà không lệ hoen đôi mi. Tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở, khỏi mà không lệ hoen đôi mi. Hay đó bạn, hay đó. Được, trời ơi bạn vừa bằng ok rồi bạn. Được rồi. Bằng bừa đi bạn ơi. Ra gì nó ra. Bởi vì là cái bolero thì nó cũng kiểu nó cũng vòng vòng hợp thanh thế nó thôi. Nó cũng không có khó đúng không? Vòng vòng vậy. Cứ điểm khúc 1.